ánh trắng trộn hay là độ phồng răng, và rất nhiều đồ ăn ngon hấp dẫn. Đó là gánh Hàng Rong, một trong những đặc sản không thể thiếu khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh. Người ta nói là sang sang đồ đỏ cho em nhỏ nó mê, mà mình không phải là nhỏ nhưng mà mình vẫn còn mê các bạn. Wow, ở dưới cũng có, ở trên cũng có, bên trái cũng có, ở dưới cũng có. Dạ. Tính đi tính lại cũng là 30-40 món, rồi lách tóc lách đồ đủ hết, cô bán lưu động cùng hết á. Có gánh chỗ nào cứ đi đường vậy đâm người cô bán. Thì con có thể đi theo được không ạ? À, thì tao con đi theo chung thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, di chuyển. Ăn trang trộn chị ơi, trứng cua, trứng cua, trứng gà đầy đủ. Trời lắm chị ơi. Rau rất là khó các bạn ơi. Ok, mình đã thu hút được một khách được rồi. Đó, ăn ngon miệng à. À cô ơi, nãy con có bảo ra cái trái xoài này để ăn phục. Nhưng mà rồi, giờ mình đi tiếp. Dạ, dạ. Thì bây giờ không biết là cô chỉ cho con cái xoài lá luôn không cả. Wow, chua các bạn. Ngon, bắt đầu ngon ngon. Nhưng hòa lại làm lưỡi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hình ảnh thân cầu lặn lội với đôi quăng gánh đã trở thành một biểu tượng đẹp, đi vào tâm thức người dân như một phần ký ức còn mãi với thời gian. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.